các bài hát của Ron đều là những hot trend TikTok trong thời gian vừa qua, và chính nhờ TikTok thì những bài hát của mình đang đã được nhìn nhận thật là nhiều ở các bạn trẻ ở trong nước và ở quốc tế, và giúp các bạn có thật là nhiều sự sáng tạo trên TikTok nhé. It starts on TikTok.